Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 40 phút ngày 9 tháng 12, trong lúc xe ô tô tải mang biển kiểm soát 51C18018 chở hạt nhựa đang đậu hũ ven đường trên quốc lộ 1A hướng đi từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì bất ngờ từ phía sau, xe ô tô khách dừng nằm biển kiểm soát 51B11674 do tài xế Lý Thiên Tài, sinh năm 1980, trú tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau điều khiển, tông mạnh vào phần đuôi xe tải. Cú va chạm đẩy xe tải lao về phía trước, húc tiếp vào đuôi xe tải khác mang biển kiểm soát 64H3722 đang đậu phía trước. Tiếp đó, xe tải 64H3722 lao về trước, tông gãy 3 trụ điện viễn thông bên đường. Vụ tai nạn khiến hàng chục hành khách trên xe giường nằm hoảng loạn, đập kính tìm cách thoát thân. Xe giường nằm vỡ nát phần đầu và bẹp rúng, khiến ông Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1965, trú tại tỉnh Cà Mau, tử vong tại chỗ. 12 hành khách trên xe bị thương, trong đó có một trẻ em, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, trạm kiểm soát giao thông Trung Lương kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp đội cảnh sát giao thông Công an huyện Châu Thành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.